Chào thầy cô và tất cả các bạn. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Trần Hồng Doan, sinh viên khóa 1 của trường Đại học EDX, lớp K101, K1 Happy. Mã số sinh viên của mình là COV019HP08. Và sau đây trong video này mình sẽ chia sẻ về con người thứ ba ở trong danh sách video là 6 con người. Thì khi mà nhắc đến đạo đức, không biết là các bạn sẽ có định nghĩa hay là có khái niệm như thế nào, nhưng mà có một khoảng thời gian là mình đã được ở chùa thì mình có được thầy nói cho về khái niệm của đạo đức. Nói chung là mình cũng không nhớ rõ lắm, nhưng mà mình có thể nói tổng quát như thế này một chút nhé. Đạo đức sẽ là những cái quy chuẩn mà sẽ là một cái quy chuẩn mà đã được xã hội, cộng đồng và con người chúng ta chấp nhận, đồng ý và coi nó là một chuẩn mực đấy. Nghĩa là đạo đức sẽ là một chuẩn mực mà đã được cộng đồng, xã hội và con người của chúng ta công nhận. Vậy thì đạo đức ở đây là gì? Nhắc đến đạo đức thì nó sẽ bao gồm sự trung thực, nhắc đến đạo đức tất nhiên là một cái đầu tiên mà chúng ta nghĩ đến đó chính là trung thực. Chúng ta sẽ nhắc đến đạo đức, chúng ta sẽ thường hay nói đến là thứ nhất là cái sự trung thực, thứ hai là cái tốt và một số những điều nữa mà khi liệt kê ra tôi nghĩ nó sẽ là rất là dài, bởi vì thực sự là nhắc đến đạo đức là nhắc đến các chuẩn mực, các nét đẹp, đúng không nào? Và một điều nữa đó là tại sao chúng ta lại đưa ra một chuẩn mực như thế, bởi vì như các bạn đã biết, tất nhiên là trên thế giới này luôn có cái gọi là thiện và ác, đúng không? Thì mọi người đều suy nghĩ rằng khi mà con người ta sống theo đạo đức, sống theo một chuẩn mực đạo đức, thì thứ nhất chúng ta không những làm cho cái phần thiện nhiều hơn, mà còn một phần nữa đó nghĩa là chúng ta sẽ tăng thêm nét đẹp ở trong tâm hồn của chúng ta. Bởi trong đạo đức có gì? Trong đạo đức có một đạo đức chính là một cách gọi khác của nét đẹp tâm hồn. Ở trong đấy có sự giản dị này, có sự giản dị, có sự trung thực, có sự trung thủy, hay là có cái sự chân thành. Đấy, những cái chúng ta không thể nào phủ nhận được rằng những con người nào mà sống theo đạo đức thì họ thực sự là họ có một cái tâm hồn rất là đẹp, giống như kiểu, hay chúng ta có thể nói một ví dụ là Phật Tổ chẳng hạn. Mọi người có thể thấy Phật Tổ có một tấm lòng đẹp không? Ngài nguyện hy sinh ở cuộc đời của mình để đi tìm chân kinh, để không thể gọi là tìm kinh chân kinh được, mà nghĩa là ngài nguyện từ bỏ cái cuộc sống giàu sang, cuộc sống của một vị hoàng tử, của một hoàng tộc, để tìm những cái gì đó có thể gọi là, chúng ta có thể gọi là tìm những cái gì đó để có thể giải thoát cho con người, gọi như giải thoát cho những con người phàm tục như của chúng ta. Và chúng ta cũng thường hay nói rằng trên thế giới này có thiên đường và địa ngục, đúng không? Thì khi mà nếu chúng ta là một con người sống có chuẩn mực, sống có đạo đức, thì chúng ta sẽ là những cái người được đi lên trên thiên đường. Còn những cái người nào mà không sống theo đạo đức, những con người nào mà sống theo một cái sự ích kỷ của bản thân, sống theo những điều ác, thì những người đó sẽ phải đi xuống địa ngục. Và đạo đức được sinh ra, được hình thành ra không những để làm tốt cho xã hội, làm tăng cái phần thiện, làm tăng nét đẹp trong tâm hồn, mà đó còn là cách mà để chúng ta có thể phân biệt được rằng để chúng ta có thể phân biệt và chúng ta có thể nhấn mạnh được một câu rằng gieo nhân nào thì gặp quả đấy. Đấy, nghĩa là câu nói này và cũng cách mà chúng ta sinh ra đạo đức để là củng cố cho mọi người rằng hãy sống thật tốt và sống thật đẹp. Tất nhiên rồi, bên cạnh đạo đức tốt thì chúng ta có một khoảng thời gian, tôi nghĩ là mọi người sẽ thường hay nghe đến một cái câu mà chúng ta sẽ nói đối với những cái người sống giả tạo, đó chính là đồ đạo đức giả. Vậy thì đạo đức giả ở đây là gì? Nghĩa là những kẻ sống theo sự a dua, nịnh hót, những cái kẻ mà sống theo cái kiểu giả dối, sống theo kiểu giả dối, ích kỷ, đố kỵ với những người xung quanh. Và ông cha ta cũng hay dạy cho chúng ta một số câu để nói về những kẻ đạo đức giả này.
miệng Nam Mô bụng Bồ Đề Tâm, nghĩa là miệng bên ngoài họ luôn thể hiện mình là một người có đạo đức, mình là một người sống chan hòa đối với mọi người, mình là một người có tấm lòng bao dung rộng lớn, mình là người sống khiêm tốn và giản dị, đúng không? Nhưng đấy chỉ là cái mà họ thể hiện ra bên ngoài, còn bản chất bên trong họ là gì? Bản chất bên trong họ là cái sự đố kỵ, ganh ghét đối với những người xung quanh. Bản chất của họ là luôn luôn a dua nịnh nọt, bản chất của họ luôn là sống vì chính bản thân mình mà không từ bất kỳ một thủ đoạn nào. Đấy mới có câu miệng Nam Mô bụng Bồ Đề Tâm. Bên trong của họ, cái tấm lòng của họ luôn luôn là mưu mô trước quỷ, luôn luôn là những suy nghĩ xấu xa và không mang tính chất gọi là làm tôn nên nét đẹp của cái thiện, mà bên trong họ là cái nét ác, nét hung dữ ở bên trong. Và khi mà nói đến đạo đức thế này thì thực sự có rất... Thì khi mà nói đến đạo đức thì chúng ta, khi mà nói đến đạo đức hay là đạo đức giả, thì tất nhiên chúng ta đều phải tìm nguồn nguyên nhân là tại sao lại có. Chúng ta đã biết có tại sao có đạo đức, bởi vì chúng ta muốn làm tăng thêm phần thiện, chúng ta muốn đề cao nét đẹp của tâm hồn ở bên trong con người lên. Vậy thì tại sao chúng ta lại sinh ra đạo đức giả? Tại sao lại có? Nếu xã hội này nó đều đẹp như vậy thì tại sao lại sinh ra những điều này? Bởi vì sao? Bởi vì quyền lợi, bởi vì cái sự, bởi vì quyền lợi, lợi ích của bản thân, của cá nhân, bởi vì chúng ta thiếu đi những tấm gương đạo đức thực sự. Chúng ta thiếu đi những con người mà sống vì nhân sinh muôn loài vạn vật, chúng ta thiếu đi những con người đó, và xã hội của chúng ta thiếu. Hay là nếu như chúng ta có những con người đó thì những con người đó cũng không được đề cao ở trên xã hội này. Chúng ta ít khi nghe được những thông tin về họ, hay là những cái người mà sống có đạo đức thật thì họ sống quá thầm lặng, họ ít khi xuất hiện để mà chúng ta có thể biết được rằng trên thế giới này thực sự còn có rất nhiều những người tốt, người có đạo đức khác. Hay là chúng ta có thể nói đối với một cuộc sống xã hội gọi là nếu đối với một xã hội phân quyền phân cấp như hiện nay, thì chúng ta sẽ có một cái câu nữa, chúng ta còn có thấy một nguyên nhân nữa để hình thành nên đạo đức giả, đó chính là do gánh nặng đè ép từ phía bên trên, đúng không nào? Đối với một xã hội phân quyền phân cấp thì tất nhiên sẽ có chức tước, và sẽ có những người chức cao, sẽ có người chức thấp, sẽ có những người có quyền lực lớn hơn, và khi họ có quyền lực lớn hơn thì chắc chắn họ sẽ đè ép cho phía biên giới, đúng không? Và đôi khi chúng ta thường hay nghe một câu là thân bất do kỷ, nghĩa là mặc dù bản thân chúng ta rất muốn là một người có đạo đức, nhưng ở một số môi trường nào đó, nếu chúng ta là một người có đạo đức, chưa chắc chúng ta đã tồn tại được. Tôi không phủ nhận được rằng là việc chúng ta là có đạo đức, chúng ta sẽ được nhiều người quý mến, nhưng trong một số môi trường nào đó, chúng ta bắt buộc cần phải có một gì đó chúng ta gọi là sự lươn lẹo ở đây, và chúng ta bắt buộc chúng ta phải có một số những mánh khóe ở đây, bởi vì không ai có thể nói rằng tôi sống cả cuộc đời này bằng sự chân thành được, và cũng không ai có thể nói rằng tôi sống cả cuộc đời này mà chỉ làm điều tốt. Tôi thực sự không có suy nghĩ như vậy. Chắc chắn sẽ có một khoảnh khắc nào đó cái sự ác ở trong chúng ta nó trào lên, bởi vì trong con người ai cũng sẽ có thiện và ác, chúng ta không bao giờ chúng ta có thể loại bỏ được cái tố chất ác ở bên trong chúng ta, mà chúng ta chỉ có thể giảm bớt nó được một phần nào thì chúng ta giảm bớt thôi, chứ chúng ta cũng không thể nào loại trừ nó đi được. Và một nguyên nhân nữa để hình thành đạo đức giả chúng đấy chính là do tâm lý sống tiêu cực của các thành viên trong xã hội. Nghĩa là xã hội này, nếu nghĩa là cái này nó sẽ liên quan một chút đến môi trường sống của chúng ta. Nếu môi trường sống của chúng ta là một môi trường sống có đạo đức, là một môi trường sống có nhiều điều tích cực hơn chẳng hạn, có nhiều niềm vui hơn, thì chắc chắn rồi, ở lúc đó bạn sẽ có cảm giác mình rất muốn hòa nhập đối với những người xung quanh. Còn nếu như bạn được hình thành và sinh trưởng trong một môi trường mà nó mang tính chất gọi là tiêu cực, thì chắc chắn con người bạn sẽ có một phần nào đó gọi là khuynh hướng như thế. Giống như một câu nói mà ông cha ta đã dạy, nó chính là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chúng ta sống ở một môi trường nào đó, chắc chắn chúng ta sẽ phải chịu ảnh hưởng ít nhiều từ môi trường đó. Điều đó là không thể phủ nhận được rồi. Bạn có thể sống ở môi trường tiêu cực, mặc dù bạn cũng có thể rất là vui vẻ, nhưng mà cái tiêu cực nó vẫn sẽ ảnh hưởng một phần nào đó. Hay là còn một nguyên nhân nữa mà có thể dẫn đến thì việc hiện tượng đạo đức giả, đó chính là do tâm lý đám đông. Tôi nghĩ là cái này chúng ta sẽ gặp rất là nhiều. Giống như là khi, đặc biệt bây giờ có mạng xã hội thì chắc chắn mọi người sẽ thấy điều đó. Mọi người sẽ thấy là khi một đoạn video được đăng tải lên, mọi người nếu như mà có khá là nhiều bình luận
trái chiều, tiêu cực thì gần như mọi người sẽ đổ xô vào đấy và theo nó, hoặc là nếu có nhiều bình luận tích cực thì mọi người sẽ đổ xô theo đấy. Nghĩa là khi mà họ nghe những điều đó thì hay là họ comment vào những bài viết đấy, nghĩa là đôi lúc có một số người là thấy đám đông thì họ làm theo và họ comment theo cho vui thôi, chứ lúc đó họ chưa có một suy nghĩ sâu xa gì. Nhưng mà chúng ta không thể phủ nhận được rằng tâm lý đám đông nó thực sự là rất dễ khiến chúng ta hình thành lên một xã hội mạng đạo đức giả, đúng không? Hoặc là các bạn có thể thấy chúng ta thường hay gọi một số những người đạo đức giả ở trên mạng bằng một cái tên khác, đó chính là anh hùng bàn phím, nghĩa là những cái người mà chỉ biết nói những lời đẹp đẽ ở trên mạng, chỉ biết bấm bàn phím và gõ ra những dòng chữ ôi đáng thương thật, mình ở đấy mình có thể giúp đỡ họ này, hay là bạn không nên như thế, bạn nên làm như thế này này, đấy là không đúng với cả đạo đức. Nhưng thực sự đó chỉ là những cái người anh hùng bàn phím thôi, họ chỉ giỏi nói thôi, chứ cái quan trọng, cái đạo đức mà chúng ta muốn đề cập đến ở đây á, cái đạo đức thật sự á, là cái người mà phải biết làm, phải biết hành động. Chứ còn đối với những người nào mà thực chỉ biết nói không thì đó cũng chính là một trong số những biểu hiện của việc đạo đức giả là gì. Hay là một phần nữa chúng ta có thể hiểu là, nghĩa là đôi khi đạo đức giả sẽ trở thành một công cụ bất đắc dĩ của một nhóm người hay của một ai đó để có thể bảo vệ chính bản thân mình, hay là có thể bảo vệ được cái hội nhóm của mình trước một thế lực đạo đức giả khác. Bởi vì giống như tôi nói ở trên, nghĩa là có một sự chèn ép, đúng không? Khi mà chúng ta bị một người nào đó đạo đức giả chèn ép làm gì đó thì chúng ta cũng không thể nào mà chúng ta dùng cái nét đạo đức của mình mà chúng ta có thể đấu với họ được. Bởi vì có một độ có đôi khi giống như tôi nói, có đôi khi chúng ta cần phải sử dụng cái sự lươn lẹ, chúng ta phải dùng một số những mánh khóe để chúng ta có thể đấu lại được với họ đấy. Nghe nó hơi kiếm hiệp một tí nhỉ, nhưng mà đấy là thực nhưng mà tôi nghĩ đấy là một trong số những điều thực. Có thể tôi chưa trải nghiệm quá nhiều về cái mặt mảng này ở ngoài cuộc sống, nhưng mà tôi nghĩ cũng không nên bản thân mình cũng không nên sống quá chân thực và sống có đạo đức. Nghĩa là ở một phạm trù cơ bản nào đó thì chúng ta vẫn phải có sự đạo đức ở trong người, chúng ta không thể nào mà sống mà không có đạo đức được, đúng không? Nhưng mà không phải trong môi trường nào cũng thế. Nếu như mà liên quan đến sự hình thành và phát triển và có sự đấu đá ở đây thì chắc chắn chúng ta vẫn phải sử dụng một số những thủ thuật gì đó để có thể tồn tại được, đúng không nào? Sau chuyên mục chia sẻ về cái nhìn tổng quát thì đến chuyên mục chia sẻ về lời nhận xét của bản thân. Bắt đầu vào đến cái mục là tôi sẽ tự nhận xét về chính bản thân mình là một người như thế nào. Cho đến thời điểm hiện tại, nếu như mà để nói tôi là một người có đạo đức thì cái này cũng không đúng, mà nói bản thân tôi là một người không có đạo đức thì cũng không đúng. Nghĩa là nếu cho đạo đức là 100% thì tôi khẳng định tôi có thể đạt được đến 95%, còn 5% kia thì tôi không chắc. Bởi vì quá khứ tuổi trẻ tôi cũng đã có những sai lầm, cũng có những lần tôi nói dối, cũng có những cái lần mà tôi không được trung thực. Nghĩa là nếu như mà để nói về phạm trù đạo đức thì thường thường tôi sẽ mắc vào chứng là tôi đã không chân thực với người thân của mình. Ví dụ cái khoảng thời gian ngày còn nhỏ thì tôi đã nói dối bố mẹ để tôi được đi chơi, nói dối bố mẹ về vấn đề điểm số, nói dối bố mẹ về vấn đề học lực. Lớn lên một chút thì sẽ nói dối về vấn đề cuộc sống chẳng hạn. Đúng không? Khi mà lên Hà Nội, đôi khi cảm giác bản thân mình rất là muốn về quê. Cảm giác cuộc sống ở trên Hà Nội nó không thực sự vui vẻ như những gì mà mình đã tưởng tượng. Cảm giác ở trên này nó thiếu thốn một cái gì đó, muốn trở về quê hơn. Thì lúc đó, nhưng mà khi gọi điện cho về bố mẹ, tôi vẫn sẽ cười, tôi vẫn sẽ nói cuộc sống ở trên đây con thoải mái lắm, con nhẹ nhõm mà con đầy đủ tất cả mọi thứ. Hay là khi tôi cảm giác nghĩa là lớn rồi
chắn sẽ có khoảng thời gian nào đó ước về những năm tháng là mình còn bé đi. Mình muốn quay lại cái thời ngày bé, mình không cần phải suy nghĩ ngợi, mình không cần phải nghĩ ngợi gì. Mình có thể được tự do, có thể được thoải mái. Mình có thể được thoải mái làm những gì mình thích này. Bởi vì lúc ấy mình làm gì có gánh nặng gì đâu, mình làm gì có áp lực gì đâu. Cuộc sống của mình lúc ấy chỉ quay quẩn giữa việc ăn, chơi và học. Chỉ có ba việc chính ý thôi. Nhưng mà bắt đầu lớn lên rồi thì cuộc sống sẽ khác. Nhưng mà khi nói với bố mẹ thì tôi vẫn sẽ nói là không, con không muốn, con không đâu, con thấy lên Hà Nội là một quyết định sáng suốt này. Con thấy con học đại học là một quyết định sáng suốt. Và con cảm giác là con chỉ muốn lớn, con không muốn quay lại thời ngày thơ thôi. Nghĩa là cũng có đôi phút gì đó sẽ nói, sẽ thiên về mạng nói dối một tí. Và tất nhiên những cái gì tôi đang chia sẻ đây nghĩa là tôi nói dối theo một thiên hướng rất là tích cực. Nhưng mà nghĩa là nói nào nhỉ? Nghĩa là mình đang nói dối ở đây vì một niềm hạnh phúc của gia đình, vì được bố mẹ vui. Nhưng mà cũng có giây phút là có một khoảng thời gian ngày bé là tôi, đúng là tôi đã từng đánh bạn học của mình, khiến cho bạn của tôi là khóc. Nhưng mà khi mà bố mẹ hỏi gì đó, tôi đã không nói là tôi đánh bạn, mà trong khi đó tôi còn ra tôi uy hiếp bạn, thì bảo là bạn không được nói là tớ đánh bạn, không tớ lại đánh bạn tiếp đấy. Đấy là nói chung là về vấn đề nói dối thì tôi không tránh khỏi. Còn về nhiều một số mảng đạo đức khác giống như là sống giản dị hay là khiêm tốn gì, đôi lúc tôi cũng chưa khiêm tốn. Bởi vì năm cấp 2 và năm năm cấp 1, cấp 2, cấp 3 phải gọi là thời kỳ hoàng kim của tôi, khi mà luôn đứng ở trong top 1 của lớp, thì lúc đó cái sự khiêm tốn của tôi nó kiểu nó không có nhiều. Khiêm tốn thì vẫn có nhưng mà nó không có nhiều. Lúc đó đôi lúc có những giây phút là mình làm được bài, làm những được bài khó mà cả lớp không làm được, xong rồi được cô là khen, thì tôi vẫn rất là kiêu ngạo một chút. Đôi khi mang trong mình vẫn là những sự kiêu ngạo. Đặc biệt là khi mà tôi đang học ở lớp chọn nữa thì cái sự kiêu ngạo trong bản thân cũng là hơi cao. Đến ngay cả khi về đến nhà, cái sự kiêu ngạo đó cũng được thể hiện. Nó khá là rõ, đặc biệt là khi mà tôi với em trai của tôi có một lực học nó khá là chênh lệch với nhau á, thì có một lúc đó tôi cũng khá là thể hiện cái sự kiêu ngạo của bản thân mình, kể cả đến thời điểm bây giờ. Có một số điều tôi vẫn có một đôi lúc tôi vẫn thể hiện cái sự kiêu ngạo của bản thân mình như thế, mặc dù là đã khiêm tốn được hơn rồi, nhưng cái sự kiêu ngạo là không tránh khỏi. Nhưng mà tôi nghĩ là khi mình đang tuổi trẻ thế này, bản thân mình nên mạnh, bản thân của mình nên giữ cho mình một cái gì đó gọi là sự kiêu ngạo. Tôi nghĩ là tuổi trẻ thì mình đừng nên quá khiêm tốn mà chúng ta cần phải kiêu ngạo. Bởi vì khi mà bản thân mình kiêu ngạo thì tôi cảm thấy nó sẽ có một nét gì đó, nghĩa là nó tăng thêm được cái sự tự tin của bản thân mình khi mà mình đi bất cứ đâu hay là khi mình làm bất cứ một điều gì hết. Và tất nhiên rồi là và cái sự kiêu ngạo đó, cái gì đó cũng sẽ có mặt trái có mặt trái và mặt phải thôi. Cái gì là không phủ nhận được nhưng mà vẫn nên giữ cho bản thân gì một chút ít gọi là cái sự kiêu ngạo không cúi đầu. Bởi vì đôi khi sự kiêu ngạo sẽ khiến cho chúng ta ngang bướng về một số, ngang bướng hơn về một số gì đó, ngang bướng hơn về một số mục tiêu bản thân mình đặt ra, giúp cho bản thân mình có thể chinh phục được những mục tiêu đó, có thêm động lực để chinh phục mục tiêu đó hơn. Và nối tiếp về cái mảng đạo đức khi mà nói về bản thân mình, có một lần nghĩa là tôi không biết là nên dự hình dung như thế nào. Có một người đàn ông rất là, nghĩa là có một người đàn ông ăn xin chẳng hạn, bây giờ đứng giữa ranh giới việc là tôi giúp đỡ họ thì tôi sẽ không còn tiền, nhưng còn nếu tôi không giúp đỡ họ thì tôi sẽ phải gọi là họ mình hơi cắn rứt lương tâm một tí. Thì giây phút đó thực sự gọi là giây phút đấu tranh về mặt đạo đức, nhưng mà tôi đã vẫn quyết định giúp họ. Và việc đánh trả lại là bản thân tôi có một khoảng thời gian là tôi đã phải vay tiền để mà tôi sống. Thì lúc đó không biết là nên nói bản thân mình là một người có đạo đức hay là nên nói bản thân mình là một người không có suy nghĩ. Bởi vì đôi khi tôi thấy là cái giây phút đó thực sự là thực sự đôi lúc suy nghĩ lại giây phút đó thì tôi vẫn muốn bản thân mình sẽ không giúp người đó. Bởi vì tôi nghĩ là cả trăm cả ngàn người đi con phố ý, nếu
nếu như mình không giúp thì chắc cũng không đến nỗi đâu. Nhưng mà còn thay vào đó, sau khi mình giúp xong là khiến cho mình nghèo túng cả một khoảng thời gian, mang trên mình một con số nợ, đối với cả một sinh viên mà chưa đi làm gì hay là chưa kiếm ra tiền, thực sự nó cũng khá là áp lực đối với cả bản thân mình. Có thể giây phút này tôi nói ra tôi nói hối hận thôi, còn nếu quay trở lại cái khoảnh khắc đó thì chắc tôi vẫn sẽ lựa chọn sự trợ giúp, có lẽ vậy thôi. Và nói chung chốt lại một vấn đề nữa là tôi là một con người mang trong mình 95% về mặt đạo đức, còn 5% còn lại thì tôi không chắc. Cuối cùng đến chuyên mục nhận xét về bạn của tôi thì chắc tôi cũng nói luôn, bạn của tôi cũng sẽ giống tôi, là một con người có 95% đạo đức. Bởi vì tôi không nghĩ là đối với một sinh viên năm 2 đã từng trải nghiệm được cuộc sống độc lập, đã bước ra Hà Nội và biết tự lập về một chút về bản cuộc sống, thì tôi không nghĩ là họ sẽ vẫn giữ cho mình được 100% về mặt đạo đức. Không ai có thể xác định được mình có đạt được 100% tiêu chuẩn đạo đức hay không, bởi vì giống như tôi nói như vậy, cuộc sống này không có cái gì gọi là tuyệt đối hết, mà chúng ta chỉ có thể hạn chế nó ở một mức nào đó thôi, đúng không? Bạn tôi thế, bạn tôi cũng không, nó cũng không nói về cái vấn đề gì đó hay là điều gì đó quá nhiều, đề cập đến quá nhiều về cái việc bạn tôi đi giúp đỡ hay là tình nguyện một cái gì đó. Nhưng mà tôi sau một khoảng thời gian chơi và quen thì tôi có thể chắc chắn được cô bạn của tôi là một người có thiên hướng khá là có một thiên hướng khá là hướng về mặt đạo đức nhiều hơn. Bởi vì chúng ta có thể nói là có nói như nào, chúng ta có thể nói là chơi phải tìm đồng loại, chơi phải tìm những người có chung chí hướng và chơi phải tìm những người giống mình, đúng không? Giống như là khi mà chúng ta có thể nói là nếu muốn biết một người như thế nào, hãy nhìn những người bạn bè xung quanh họ, đúng không nào? Đối với một người đề cao về mặt đạo đức như tôi thì tôi không nghĩ là tôi có thể chơi với một cái người lươn lẹo hai mặt, bởi vì thực sự chơi với những người lươn lẹo hai mặt và luôn có sự đố kỵ thì tình bạn sẽ không bao giờ được dài hết. Tôi không thể nào tôi nói rằng là bạn của tôi là một người lươn lẹo đố kỵ mà tôi có thể chơi với bạn tôi tận 8 năm trời được, đấy là một điều không thể và gần như là không bao giờ luôn, trừ khi chúng ta chơi với nhau mang tính chất vì lợi ích của đối phương, lợi ích của mình, lợi ích của bản thân. Đấy thì chúng ta mới có thể kéo dài được cả mối quan hệ mang danh nghĩa là bạn bè như thế. Nhưng mà đến danh nghĩa là bạn bè thân 8 năm rồi thì tôi nghĩ là sẽ bạn ấy sẽ có một cái nét gì đó giống tôi. Và chắc chắn rồi, bạn tôi là một con người có đạo đức, điển hình giống như việc là đi học đi thi, đúng không? Chúng ta thường hay có khái niệm là chúng ta check tài liệu, chúng ta quay cóp, bản thân tôi cũng thế thôi. Những cái môn lịch sử, địa lý hay là môn sinh học chẳng hạn, tôi sẽ hay dùng tài liệu để quay cóp này, check tài liệu này, hay là làm phao này, nói dối giáo viên này. Đấy là tôi nghĩ đấy là một trong số những cái thứ mà thời sinh viên của thời học sinh của tôi đã từng trải nghiệm qua. Nhưng còn bạn tôi thì không, bạn tôi rất là rõ ràng ở một điểm, đó chính là học được đến đâu thì làm đến đấy, không bao giờ sử dụng tài liệu. Bạn tôi phải gọi là một người cực kỳ trong sạch về cái mảng ấy luôn. Lúc đó có tôi ngồi cạnh, tôi sẵn sàng tôi nhắc bài cho bạn tôi, bởi vì tôi đã check xong tài liệu rồi, tôi chỉ phải ngồi chơi thôi. Nhưng bạn tôi vẫn rất không cần, dù đến lúc mà được trả bài, điểm số của bạn tôi vẫn chỉ là 5, nhưng mà bạn tôi vẫn vui, bởi vì lực học của bạn tôi đến đấy thì bạn tôi vui vẻ và vui mừng với cả số điểm đấy. Còn tôi bên cạnh check tài liệu được 9 được 10 đấy, bạn tôi cũng không hề có khái niệm là đố kỵ ganh ghét gì hết. Mà trong khi đó mọi người thường thấy những cái người nào mà có thể hiện cái thái độ ganh ghét đố kỵ thử, đúng không, thì thường thường là họ là một người không có quá nhiều đạo đức. Nhưng mà bạn tôi thì không như thế, bạn tôi vẫn rất chúc mừng cho tôi và cũng chỉ lúc đó bạn tôi chỉ khuyên tôi một câu là Giang ơi đừng lên sử dụng tài liệu nữa, thi là phải trung thực, thi là để còn test năng lực của bản thân mình đến đâu. Đấy, các bạn có thể thấy chỉ một thông qua một cái hành động nhỏ thôi, nghĩa là tôi không biết ở năm cấp 1 bạn tôi có sử dụng tài liệu hay không, nhưng mà 8 năm tôi chơi với bạn tôi, nghĩa là chúng tôi học cùng với nhau từ năm cấp 2 đến năm cấp 3, thế bạn tôi không một lần nào sử dụng tài liệu hay là quay cóp hay là chép bài gì hết.
và bạn ấy cũng rất sống với đúng mục tiêu của bản thân mình, đó chính là thi là để test năng lực. Những cái giờ học bình thường, bạn tôi rất là nhiệt tình, có thể giảng bài cho tất cả mọi người, dù là người kia có chậm hiểu đến đâu hay là như thế nào chăng nữa, bạn tôi cũng vẫn rất là nhiệt tình giảng dạy và chỉ dạy cho. Nhưng còn đến giờ thi, không bao giờ có khái niệm quay cóp, bạn tôi không quay cóp, không nhìn của ai, và bạn ấy cũng trung thực trong cái giờ thi là không nhắc bất cứ một ai hết. Mọi người đều phải thi, phải làm theo đúng năng lực của bản thân mình, năng lực đến đâu thì bạn tôi thì làm bài đến đó, chứ bạn tôi sẽ không có khái niệm là nhắc hay là truyền phao hay là vứt đáp án cho bất cứ một ai hết. Và kể cả tôi, một người bạn thân chơi tận 8 năm và cũng không hề nhận được một lời mời, không nhận được một lời đáp án nào hết. Nói chung là bạn đôi khi một số hành động thì khiến cho tôi chẳng có một giây phút, một vài giây phút nào đó tôi cũng khá là khó chịu, chứ không phải không. Nhưng mà đến cái lúc mà mình chững chạc, mình suy nghĩ lại mới thấy bạn ấy là đang muốn tốt cho mình, chỉ là lúc ý mình đang đề cao quá về vấn đề điểm số và mình không suy nghĩ được thông suốt mà thôi. Chứ còn đây, tôi nghĩ đây là một người bạn đáng để mình chơi, đáng để mình bỏ ra thời gian và thanh xuân của mình để có thể nói chuyện với bạn, đáng để mình có thể bỏ ra cái sự chân thành của mình để đối đãi với họ, bởi vì họ cũng đã đối đãi với mình bằng một sự chân thành, bằng một cái tên người bạn thân đúng nghĩa, và bất cứ ai cũng sẽ phải mong muốn thôi, đúng không nào? Còn một biểu hiện nữa chứng minh là bạn tôi là một người có đạo đức, đó chính là nghĩa là nếu như mà để bảo là đi chào thầy cô gọi dạ bảo vâng thì đấy là một cái điều cơ bản rồi. Tôi nghĩ là chỉ cần những người nào mà không vô lễ quá thì họ đều mang trong mình cái điều ý. Còn bạn tôi thực sự là một cái người có đạo đức đến nỗi mà nghĩa là bạn ấy sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh một cách nhiệt tình, mà tôi thấy đôi khi cái sự giúp đỡ của bạn xong khiến cho đối phương không cảm kích, họ vẫn mang một tâm lý chống đối và ghét bạn. Bạn tôi đã từng một lần đứng ra bảo vệ, khi bạn tôi đã từng là lớp trưởng, bạn thân của tôi đã từng là lớp trưởng, và bạn ấy sẵn sàng đứng ra để bảo vệ cái người mà cực kỳ ghét bạn, phải gọi là cái người cạnh tranh chức lớp trưởng của bạn ấy, mặc dù người bạn kia là chưa bao giờ có một thái độ gọi là thân thiện dễ gần hay là một thái độ gọi là tích cực gì đối với cả bạn thân của tôi. Nhưng mà bạn thân của tôi vào giây phút mà cô ta mắng, cô ta khiển trách, bạn thân của tôi vẫn đứng ra. Thực ra lúc ấy tôi rất muốn hỏi là tại sao không mặc kệ họ, không mặc kệ bạn ấy đi. Nhưng mà bạn tôi đã nói một câu rằng bạn cùng lớp thì không nên như vậy. Nghĩa là theo như suy nghĩ của tôi á, nếu mà đối phương đã không thích mình rồi thì mình cũng không nên động chạm gì đến đối phương hết. Mình cũng không nên là đứng ra bảo vệ quá làm gì. Bởi tôi có một suy nghĩ là những cái gì mà mình không thích thì mình không động, chứ không đến mức là không ghét. Nhưng bạn tôi vẫn có một cái lòng bao dung, sự thông cảm rộng lớn hơn để có thể bảo vệ cho người bạn kia. Mặc dù sau khi bảo vệ xong rồi thì bạn thân tôi cũng không nhận được bất cứ một lời cảm ơn hay là một sự thông cảm nào. Người bạn kia vẫn ghét bạn tôi như thường, nhưng mà bạn thân của tôi vẫn cảm giác thoải mái, và bạn thân tôi cũng nói rằng nếu như bây giờ có thời gian quay trở lại thì bạn đấy vẫn là quyết định của bạn thân tôi, bởi vì biết đâu được rằng thông qua ngày hôm đó cái sự chán ghét mặc dù không tắt đi hẳn nhưng mà có thể nó bớt được một phần nào đó chăng. Với cả đứng lên bảo vệ thì cũng không thiệt hại được gì, cũng không thiệt hại gì, vậy thì tại sao lại không làm? Đó là những một trong số những cái điểm mà tôi thực sự rất thích ở người bạn thân của tôi, một người bạn thân 8 năm. Khi mà kể với mọi người hay chia sẻ với mọi người về người bạn thân của tôi, lúc là tôi cũng mang trong tâm cho mình một trạng thái, đó chính là mang trong mình sự tự hào. Tôi luôn tự hào khi mình có một người bạn thân tuyệt vời như vậy. Một người bạn thân mà tôi nghĩ là khi mà kể ra thì chắc là ai ai cũng sẽ ghen tị với tôi thôi. Và
chuyên mục chia sẻ đến đây là hết. Thì cảm ơn thầy cô và tất cả mọi người đã dành thời gian quý báu của mình ra để có thể lắng nghe video cũng như là sự chia sẻ của tôi. Thì cảm ơn thầy cô và tất cả các bạn.